Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Zutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft vua hải tặc. Và hôm qua thì mình đã dẫn sư phụ về nhà để có thể dễ dàng học được những cái kỹ năng còn lại trong cái trường phái mà mình chọn ha. Hiện tại thì cái nhiệm vụ của mình nó vẫn còn thiếu, đó chính là mình cần phải kiểu như là tìm 5 cái Impact Dial. Mà cái này thì tìm khá là khó ha. Thành thử ra hôm nay mình sẽ có chuyến phiêu lưu khá là xa để tìm cái Impact Dial đó. Bên cạnh thì mình sẽ còn phải làm cái nhiệm vụ này trước cái đó, là thu gom 30 thuốc súng á. Giờ thì chắc mình sẽ lên đường để chúng ta đi tìm cái Impact Dial. Nhưng mà mình vẫn còn một cái rune trái ác quỷ, hay là mình mở thử ta, rune bằng sắt nè. Hên biết đâu lại ra trái ác quỷ xịn thì sao. Mở thử luôn. Mình sẽ chế tạo một cái chìa khóa, rồi sau đó mở cái rune bằng sắt này ha. Hy vọng là nhân phẩm sẽ cao cao một xíu. Rồi. Búp. Oh. Cho mình một trái hệ Zoan luôn. Ê. Hệ Zoan cũng hay. Được. Bữa nay thì mình sẽ ăn thử một trái hệ Zoan đầu tiên á. Và trái Zoan này có tên là Ushinomi. Mô đồ là Bison. Để xem coi. Mình sẽ biến thành một con bò tót ha. Chu choa. Căng vậy. Mình còn có một cái nội tại gì nữa kìa. Nội tại này cứ như là bò hút á. Mình chạy tới kẻ địch là sẽ gây sát thương nè, và đẩy lùi kẻ địch về phía sau. Nhưng mà mình sẽ bắt buộc phải biến thành con bò tót trước rồi đó. Biến thành trạng thái bò tót á. Đây, biến thành trạng thái trạng thái này sao nè. Nè, trạng thái này nè. Ở trạng thái này cái khiên mình để ngang nhìn mắc cười á. Nhưng mà mình di chuyển nhanh phết. Phải công nhận là mình di chuyển rất là nhanh luôn. Hay á. Rồi, được rồi. Giờ thì chúng ta cùng nhau lên đường ha. Mà chắc mình phải đi gom một ít, kiểu như là đất mới được. Hôm nay mình còn khá là nhiều đất ấy. Nhưng mà sẵn tiện để mình test thử khả năng bò hút của mình coi như thế nào ha. Cú hút cực mạnh. Đây rồi. Cú hút cực mạnh. Giỡn mặt hả? Ôi, hình như con xương bắn mình không sao luôn á. À không, có sao đấy. Ôi dạ. Bò hút cực mạnh. Mình không cần đánh đâu, mình chạy mình hút cũng được á. Rất là bá đạo luôn. Cái này mình kết hợp với đòn đánh thường của mình là khá là khỏe đấy. Hay nha, một cái phong cách chiến đấu mới của mình khi mà ăn trái hệ Zoan. Còn giờ thì để mình đi lấy đất rồi đó. Mình kiếm cái chỗ nào trống trống mình lấy nhiều đất một xíu. Như đây đủ không ta? Một stack mấy đủ không? Mình nghĩ là mình nên lấy nhiều hơn á. Lý do mà mình lấy rất là nhiều đất là tại vì mình muốn trèo lên mấy cái đảo trên trời kìa. Chưa, để mình lên cao một tí cái đã. Rồi, giờ công việc còn lại của mình là trèo tít lên trển thôi. Hy vọng là trong lúc trèo không có con xương nào vô duyên nó bắn trúng mình ha. Ui, bây giờ ở dưới mình hết thấy mấy con zombie luôn rồi kìa. Rất là cao rồi. Trời đất. Ê, và mình cũng gần tới cái đảo trên trời đầu tiên rồi. Gì dí à. Cố lên nè, một tí nữa thôi. Nhưng mà cũng hơi nguy hiểm nha. Chắc mình phải bật trước cái dạng chiến binh bò tót của mình mới được. Đó, mình bật cái dạng này đi. Hình như ở dạng này mình nhảy cao hơn hay sao á ta. Mình có cảm giác mình nhảy cao hơn á. Một xíu lên đó phải test thử mới được. Giờ tới chưa? Gần tới rồi. Đã nha. Để xem nào. Có nhà luôn. Wow, nhưng mà con Reaper. Được. Mình sẽ tiêu diệt con Reaper này. Đi chỗ khác nha. Sẵn đó mình test cái kỹ năng mới của trái quỷ này luôn. Ui. Kỹ năng này đấm cực mạnh. Kỹ năng cú đấm này nè. Wow. Căng nha. Một đấm là một tên á. Ủa, nãy mình mới thấy Reaper đâu mà ta. Ồ, chắc mình nhìn nhầm rồi. Trong đây là người dân trên đảo trên trời nè. Người dân Skypia ha. Và người dân này thì... Ồ, mình không trao đổi được à. Ồ. Người dân này thì mình không trao đổi đồ được ha. Ồ, buồn vậy. Mình dự định lên đây để trao đổi mà... Người dân không có chịu kiểu...
trao đổi với mình rồi. Không biết mình đập những cái khối mây này thì nó có rơi ra cái đai ồ không nhờ? Ồ, có vẻ là không có rơi ra đai ồ rồi. Toàn gì là phải tìm một cái đảo trên trời khác rồi. Sukana vậy. Hy vọng cái đảo trên trời tiếp theo này sẽ có cái người trao đổi với mình nha. Để xem, wow, cái đảo lần này có vẻ là to hơn nè. Thích thiệt chứ. Không phải người này không có trao đổi. Mình phải tìm những cái người trao đổi cơ. Ui sao toàn là người dân không ấy nhờ. Ồ, có kệ sách rồi nữa nè. Ui, may thế. Nhà đang thiếu sách. Hợp lý. Chuyến đi này cũng có kiểu như là quà mang về rồi. Cái đe nữa. Nhà cũng đang thiếu đe. Rồi. Ngoài ra bên đây thì sao? Vẫn không có cái người trao đổi nhờ. Ủa? Sao cái đảo này cũng to mà sao không có người trao đổi là như thế nào? Lạ thiệt. Hơi bị vô lý nha. Ê, người bên này à, đây là người trao đổi đúng không? Hình như đây chính là cái người có thể trao đổi với mình nè. Đây là phù thủy thời tiết. Ôi không phải luôn. What the heck? Đây là phù thủy thời tiết, người có thể dạy cho mình sử dụng cái gậy thời tiết á. Mà tiếc vậy. Chỉ là khó cho mình rồi. Ê, trên đây coi, cái đảo trên cao này thì sao? Đảo trên này thì vẫn có người sống nha. Nhưng mà không có cái người nào trao đổi cho mình hết. Wow thế. Hay là tại mình là người máy nên những người này không có trao đổi với mình ta? Ủa, cũng có thể lắm. Cái đảo lần này là đảo thứ ba rồi đó. Hành trình đi tìm và mua cái Impact Dial của mình khá là gian truân ha. Thiệt tình luôn. Với cả là hình như là ở đây người ta sử dụng một cái đơn vị tiền tệ nó khác so với ở dưới mặt đất của mình hay sao á. Rồi luôn rồi, lại không có cái chỗ người trao đổi rồi. Đây là mấy cái cư dân trên đảo trên trời à. Không phải cái người trao đổi ha. Ủa tiếc thì chứ. Lên đây chủ yếu là mình lấy sách về để làm bạn cường hóa thôi. Như lấy đe đâu nè. Chứ hầu như là không còn cái gì quá là đặc biệt ha. Tiếc thiệt chứ. Sách mình lấy cũng gần đủ để làm bàn cường hóa luôn rồi. Chưa thấy cái người trao đổi đâu. Wow thế nhờ. Cái đảo này thì kết cấu nó khá là giống cái đảo trước mình đi ha. Ui, trên đảo còn có mèo nữa nè. Hay vậy. Giờ mới biết là chắc con này là con mèo trên đảo trên trời á. Ôi sao mà nhìn nó giống mèo rừng nữa ta. Ảo rồi đấy. Đây chính là người trao đổi nè. Cô bán cho mình cái Impact Dial luôn. Nhưng mà cái giá tiền là tới nhiêu đây, nhiều số không ấy. 3.200.000 đồng tiền ở trên trời. Trời ạ. 3 triệu. À đây rồi. Họ cũng có mua nữa nhưng mà mua đất nha. Họ mua một cục đất với giá là 10.000. Wow. Mình bán hết số đất của mình là được bao nhiêu? 83.000 hả? 83.000 thì vẫn chưa đủ mua được một cái Impact Dial. Vậy là bây giờ mình cần phải cày thêm tầm mấy trăm cục đất nữa. Oh man. Rồi biết rồi. Đảo này có người bán, có người trao đổi đồ nha. Vậy thì ok la, mình sẽ đi xuống dưới để đi lấy đất thôi. Hơi cực một xíu. Tới đây. Đất tới đây. Mới thấy lần đầu bán đất mà có giá như vậy luôn á trời. Đâu rồi? Ôi đừng nói mình đem đất lên đây cái người ta đi mất nha. Quay. Ẩu rồi đó nha.
Tự nhiên mình đem đất lên mà người ta đi chuồn đi mất là... Ồ, chuồn thiệt à? Oh no, đừng mà. Ôi, thiệt luôn. Người này thì không có bán cái thứ mình cần. Như vậy là những cái người bán đồ chỉ xuất hiện một lúc rồi sẽ biến mất nha, chứ không có xuất hiện kiểu hoài hoài để cho mình mua đâu. Trời đất ơi, phải đi tìm một người khác nữa rồi. Sao mình cứ nghe tiếng phantom ở đâu ấy nhờ? À đây đây, nó đây. Hèn gì, cứ nghe tiếng nó. Ủa xong rồi, chắc một xíu mình phải đi ngủ thôi. Mình thức đêm hơi bị nhiều rồi đó. Ồ, và cái đảo lần này có một cái người trao đổi impact ra hồi nè. Cuối cùng cũng tìm ra rồi. Mình sẽ bán hết số đất mà mình mang theo, bán sạch luôn. Sau đó mình sẽ mua cái impact dial này á. Giàu to, cuối cùng cũng có được cái impact dial rồi. Tìm nó hơi bị mệt á. Rồi, mấy con phantom láo tét này. Này thì phantom láo tét hả? Mình chọi cái quả bóng cannon này vô mặt nó liền. Này thì phantom láo tét. Ê, đằng kia còn có con Mutant Reaper kìa. Ôi sao mà người dân đảo trên trời có một phe toán rồi. Không được, mình phải giải cứu người dân trên đảo trên trời. Trời nó nè. Sao, như nào? Như nào? À, nó ngươi qua cầu hả? Trời, ngươi cái nữa nè. Ui, Reaper này có vẻ hung dữ nha. Ui, nó đẻ ra Reaper con kìa. Ui, mình chạy trước. Mà cái nhiệm vụ lần này thì nó yêu cầu tới 5 cái Impact Dial lận, nên mình phải cày thêm khá là nhiều đất để có thể mua đủ số lượng Impact Dial ha. Đủ chưa vậy? Ui, mới 4 cái à, còn thiếu. Nốt lần này thôi đó, không có đi lặn lội cuốc đất để mua mấy cái Impact Dial này nữa đâu. Mệt mỏi lắm rồi. Đây nè, đủ 5 cái thì mình sẽ xong được một cái phần của nhiệm vụ ha. Nhưng mà bây giờ mình lại thiếu thuốc súng rồi. Để bây giờ mình về nhà mình lấy thuốc súng cho mình cái đó. Khi có đủ lượng thuốc súng thì bây giờ phần nhiệm vụ nó đã mở cái nhánh cuối cùng ha. Là mình sẽ tiêu diệt 5 kẻ địch trong cái bán kính 30 block bằng cách sử dụng là kỹ năng chọi cái góc két của mình. Oh, 5 kẻ địch à? Ủa gì, chọi cái gì? Cannon, chứ không phải góc két, nhầm. 5 kẻ địch bằng cách chọi cannon. Ok, mà 30 ô mới được nha. Uầy, tính ra cũng khó phết đấy, không đùa. Chắc mình phải kéo rỉa cái địch trước rồi sau đó mình mới kết liễu được á. Ôi, ví dụ mình chọi mực thì mực có chết liền không ta? Đây đó chắc cỡ 30 ô đó. Chọi thử coi. Được không? Không được. Ồ, mình thấy gà là trong tiềm năng mình có thể tiêu diệt từ xa được nè. Đó, mình sẽ hút gà một cái để cho gà yếu máu ha. Rồi mình chọi thử từ xa coi. Đâu rồi, gà nào ta? À, con gà đó, ok. Mình sẽ ước chừng ha, không biết có đủ 30 ô không nè. Khó mà ước chừng lắm. Đây tới đó đi. Ui, lọt hố giờ. Cẩn thận. Đâu rồi? Gà núp đâu rồi? Mình sẽ test trên gà trước cái đó. Rồi, nhắm chuẩn và... Nope. Ui. Ui, nhắm chuẩn mình sẽ hụt đi. Lại, lệch một xíu. Nope. Cày thế nhờ. Rồi, đổi hướng đi. Qua đây. Từ đây qua đó là hợp lý nè. 30 ô nha. Ui, tôi gà mất tiêu rồi. Rồi, đây tới đó đi. Được không? Đó, được rồi nè. Vậy là mình test cái năng này trên gà cũng ok nha. 60% rồi. Ôi, ở đây còn có cướp dân làng nữa. À, thì ra các ngươi chọn cái chết. Để mình hút bọn này để cho bọn này yếu máu đi. Rồi xong mình sẽ dùng tuyệt chiêu chọi đại bác cực mạnh của mình ha. Ui chết rồi. Sao mình giống bò xuyên que vậy? Oh no. Nó bắn mũi tên ghim vô người mình quá trời kìa. Ôi, một hồi mình thành bò lụi luôn á. Không được, bọn này láo thiệt. Mình sẽ cho nó trả giá. Mình đụng nó vài cái nữa đi. Nó phải thật yếu máu thì mình chọi nó mới dễ kết liễu được. Đây, đụng nè. Đụng thêm cái nữa nè. Rồi, tới công chuyện. Chuẩn bị cú chọi góc két cực mạnh. Đỡ đi. Ui, không đủ 30 ô.
Mình bị thiếu khoảng cách rồi. Lần này mình phải canh khoảng cách nó chuẩn hơn mới được. 30 ô là chắc tầm đây tới đó nè. Thử nha. Được chưa? Đó, được nè. Còn một tên cuối cùng thôi, không biết là nó núp ở đâu rồi á. Ok, mình test trên bò cũng được. Đây tới đó đi. Xong rồi. Yes. Mình đã xong cái nhiệm vụ để chúng ta mở khóa thêm một kỹ năng mới rồi. Quá là đã luôn. Tranh thủ lúc này mình sẽ đi khám phá trước khi quay về nhà và trả nhiệm vụ cho sư phụ ha. Ồ, mà bữa nay mình đi mình khá là ít khi gặp hải tặc. Ồ. Vừa mới nói. Ui ui ui. Tên này láo gì nhờ. Ngươi chọc giận. Chọc giận nhầm người rồi. Chọc giận nhầm lọc vào tót rồi. Mình sẽ đấm nó một cái ha. Giỡn mặt hả cưng. Dám chọc giận lọc vào tót. Rồi vô cái nhà này chúng ta sẽ coi thử coi nó có cho mình đồ đạc gì ok la hay không á. Ồ, có bánh luôn. Ok la đấy. Phía trên còn cho mình một cái khiên. Và một lọ thuốc gì đây. Lọ thuốc phát sáng hả? Đâu, mình uống thử coi. Uống lọ thuốc này mình sẽ bị hiệu ứng phát sáng nè. Ok. Bây giờ công việc còn lại là trả nhiệm vụ và học kỹ năng mới thôi. Đây, kỹ năng mới của mình là Hakaiho ha. Mình sẽ dẫn sức rồi sau đó đấm một cú đấm và phát nổ luôn. Phát nổ luôn hả ta, căng vậy. Test thử coi nào. Úi, thư tri nã mới của mình nè. Trời đất ơi, bữa nay mình chưa có quẩy gì hết mà đã có thư tri nã gửi về tới nhà rồi. Căng vậy. Xem coi thư tri nã bao nhiêu đây. 3987 Belly rồi. Lên lên tiền lên tiền. Khát bọt liền chứ. Hành tẩu giang hồ chưa lâu nhưng mà mình đã đạt cột mốc 3.900 gần 4.000 Belly tiền tri nã rồi. Cũng là một cột mốc đáng nhớ nha. Bữa nay chắc phải chăm chỉ đi săn kho báu không mới được. Ok, mà thôi để mình đi ngủ trước con giấc cái đó. Chứ mình thức đêm hoài một hồi đang đánh nhau cái có mấy con phantom xuống nó cắn cắn mình là mệt nữa. Đây, trời sáng sủa chúng ta sẽ lên đường đi săn kho báu ha. Bữa nay với năng lực của trác quỷ Zoan Ushinomi model là Bison này thì chúng ta sẽ quẩy căng cực hay không? Mình nghĩ là sẽ rất là căng đấy. Biến thành bò tót là mình hút mấy cái thanh niên cướp biển hoặc là hải quân không chịu phát nào cho xem. Đây rồi, cuối cùng cũng gặp được một con tàu hải quân đầu tiên trong ngày. Thời mình tới. Ôi nhưng mà phải canh me canh chua coi gần đây có con cá vô duyên này không nha. Nó gình gình nó đục cái nó làm sập thuyền mình là mệt á. Đây rồi, lấy thuyền mình lại để chút con chuồn nữa. Sau đó thì tìm cách đột nhập vô trong thôi. Mình sẽ lấy cây rìu ra. Chiến thuật vẫn là chiến thuật đột nhập từ dưới lên trên á, cho nó an toàn. Ripper đâu ra vậy? What the heck? Ôi thôi xong rồi. Thôi là bây giờ mình cũng khá là trâu rồi á, chứ không thôi là cũng hơi toan. Rồi và đây là căn phòng chứa rương đầu tiên hay sao nè. Bình tĩnh nha. Mình bật năng lực trái quỷ mình lên. Mình hút nó. Bỏ hút. Bỏ hút cầm kiếm luôn nha. Wow. Hơi bị dữ luôn. Quá đã. Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội bắn mấy quả canon như vậy thôi. Và Nó có rương vàng. Trúng mánh rồi. Ui, mới đột nhập vô hơi bất ổn tí nhưng mà có rương vàng là mình thấy ok la nha. Tiếp theo thì mình cần phải tìm cách để test kỹ năng mới của mình. Cú đấm mới nè. Kỹ năng mới của mình nó sẽ đấm một phát rồi sau đó phát nổ ha. Tầng dưới có vẻ là quét sạch rồi. Giờ thì chúng ta sẽ gán đi lên tầng trên coi. Ồ, tầng trên còn nè. Test lại cú đấm nha. Ồ, nhưng mà cái vấn đề ở đây là cú đấm này nó không thể kết liễu được một mục tiêu đầy máu nha. Ồ, chắc đó là điểm trừ của cái kỹ năng này á.
Ui, 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 cái gì, sao lại có làn khói độc vậy? Ui không, ui không. Ui, thanh niên nào chơi xịt khói độc vậy? Ui no, ui no. Ouch, mình phát hiện rồi, có thanh niên chơi bắn khói độc. Chơi gì mà kỳ cục kẹo à. Chơi không lại cái là bắn phết. Ui trời ơi, nó bắn khói độc xong nó bắn canon các thứ kìa. Ghê chưa? Mình cũng có canon vậy. Mình chọi cũng hơi bị ghê á. Thôi được rồi, mình bật kỹ năng của bò tót mình lên. Mình sẽ trở thành chiến binh bò tót á. Sau đó tiêu diệt hết bọn này thôi. Giỡn mặt với chiến binh bò tót. Vô đây. Mình hút hết luôn. Cú hút của bò tót nè. Hút vô đây. Cú hút bò tót. Giỡn mặt. Càng quét hơi bị ghê á nha. Ui ui, nhưng mà cũng cần phải ăn lại. Ui, cái trái doa này mạnh thì cũng có mạnh đấy. Nhưng mà có cái vấn đề ở đây là kỹ năng nó không có dùng trên diện rộng hiệu quả ha. Có mỗi cái kỹ năng hút của mình là ok la thôi. Ok, còn giờ thì kiểm tra nốt cái căn phòng này cái đó. Dạ dạ, ở ngoài đó có thanh niên cầm canon căng quá. Trời đất ơi, đừng có mở cửa nha. Cái rương này thì cho mình ba lô các thứ thôi. Ok, mình cũng giữ luôn. Nói chung thì cái tàu này được có mỗi cái rương vàng là xịn nha. Còn mấy món đồ khác thì không có quá xịn ha. Cái này là cái gì đây? Smoking pot. Prepare. Ủa, cái này dùng sao? Oh, gì đây? Cái này là smoking à? Oh, trời đất. Ôi, no, hư hỏng, không được. Hút thuốc không tốt cho sức khỏe nha. Không nên. Ồ, nhưng mà nhìn mình cũng ngầu ấy nhờ. Nhìn mình kiểu giống như một cái thanh niên nào đó hay đuổi bắt Luffy nè. Wow, cũng ngầu đét ấy. Được. Đó, giờ các bạn thấy thuyền đi bờ. Thuyền đi bò chưa? À nhầm, thấy bò đi thuyền chưa? Hơi bị chiến á nha, giỡn mặt. Gần đây còn có cái thuyền gì nữa nè. Mà mấy công nhận là thuyền đi, bò đi thuyền nhìn mất cười thiệt á. Biến cái dạng này coi. Ồ, cái dạng này đi thuyền nhìn có vẻ ngầu hơn nè. Wow. Ôi nhưng mà khoan, cái thuyền này là cái thuyền ma. Nhìn cái cột buồm của nó kìa, nó bị gách tè le học me rồi. Đây là một con thuyền ma nha. Ui, thanh niên kia xuống đi. Để định tấn công mình hay sao kìa. Láo vậy. Bây giờ cách tốt nhất vẫn là áp sát vô cái thuyền này rồi sau đó chúng ta mới đi vào ha. Cái thuyền ma này thì chắc chắn là ở dưới nó bị lủng ấy nè. Ui. Lắc. Còn mấy thanh niên này thì để mình xử nó luôn. Cái thuyền này còn có mấy thanh niên người cá hay sao á. Mình thấy cái nước da nó khá là khác so với mấy thanh niên còn lại nè. Ui, cái thuyền này được á. Mà cái kho đồ của nó thì không được giàu cho lắm á. Cái thuyền này đây còn cái rương nữa. Cái thuyền này chỉ có hai cái rương nữa và nó cũng không có giàu cho lắm. Chúng ta kiểu như biết thêm được một cái dạng thuyền khác ở trong thế giới vua hải tặc rồi. Đó là những cái con thuyền ma giống như vậy. Wow. Hy vọng là sắp tới chúng ta có dịp gặp được thêm nhiều cái dạng thuyền ma khác nữa. Thuyền này có vẻ là cái thuyền nghèo rồi. Ui, nhưng mà quái nó cũng đông phết. Không biết đâu. Mình sẽ hút nó thôi. Vẫn còn rương. Nói nghèo thì cũng không phải đâu. Nó cũng có đủ ba cái rương giống như những con thuyền bình thường nè. Nhưng mà nó vẫn nghèo. Cạnh bên cái con thuyền ma là một cái thuyền hải quân luôn nha. Hên thiệt chứ. Được. Ui, chưa gì hải quân đã lấy súng bắn mình rồi. Nguy hiểm chưa? Áp sát vô lẹ mới được. Hải quân là hơi bị láo rồi đấy nhá. Chưa có áp sát nữa mà đã bắn người ta rồi. Lỡ người ta chìm xuồng rồi sao? Nguy hiểm tính mạng nữa. Mình sẽ cho mấy tên này trả giá mới được. Rồi, đột nhập vô thôi. Cẩn thận. Có phó đô đốc hải quân. No. Bật sức mạnh của bò tót lên liền. Giỡn mặt hả? Lút rương trước. Có vàng, có tiền đâu ra. Đi ra chỗ khác. Đây rồi. Phó đô đốc hải quân.
kỹ năng bot. Ui, thuyền này có tới tận hai phó đô đốc hải quân luôn. Căng vậy. Ui, hai người đánh nhau cơ. Trời, mình sẽ làm trọng tài á. Hai người này tự nhiên đi đánh nhau à. Thôi để mình xử giùm cho. Đồng đội với nhau mà đánh nhau. Ui, sao trâu vậy? Trời đất. Ui, bọc haki hay sao mà trâu vậy? Mèn đất ơi. Ui, không đùa được với những cái phó đô đốc hải quân đâu. Rồi, còn gì nữa đây? Hết rồi, tầng dưới có vẻ là quét sạch rồi đó. Nhưng mà mình cần phải hồi phục một lúc nữa thì mới có thể tiếp tục chiến đấu đây. Chứ mất máu nhiều quá. Này nè, thanh niên này hồi nãy bắn mình nè. Bắn không? Người thích bắn không? Này thì đứng ở trên bắn bắn hả? À, vẫn còn thanh niên này bắn nữa nè. Thích bắn chứ vậy? Thích bắn thì mình bắn luôn. Thích bắn không? Mình cũng có súng á nha. Hơi bị nguy hiểm. Rồi, và đây là cái rương cuối cùng. Và sơ bộ cái thuyền này cũng không có cho mình thêm trá quỷ rồi. Không sao, cạnh đây vẫn còn một cái thuyền khác mà. Mình hy vọng là thuyền mình đó sẽ có ha. Chúng ta sẽ... À, đó là một cái con thuyền hải tặc hay sao mà sao bọn chúng lại tự bắn nhau vậy? Ơ, đồng đội tự bắn nhau luôn à? Ui, lại xích mích mâu thuẫn gì rồi? Vậy là hổng, đồng đội mà bắn nhau là hổng rồi. Để mình lên mình giải quyết mâu thuẫn cho. Cái gì cũng phải tới lượt tay mình đó nha. Ui, gì đây? Yêu, Ripper. Nguy hiểm thế. Thuyền này thì chỉ toàn là thức ăn với vũ khí thôi. Thôi chắc mình cũng té luôn thôi. Cái thuyền này nó không giàu như mình nghĩ rồi. Sau chuyến đi này thì mình cũng có được một cái rương vàng nè. Cũng như là một ít vàng ha. Thế nên mình sẽ tận dụng để chúng ta chế tạo chìa khóa và mở liền cái rương này. Hy vọng là mình sẽ được một trái quỷ mới một xíu. Để bù đắp sức mạnh trong ngày hôm nay coi. Thử nào. Cho mình trái Goronomi. Là một trái hệ Logia nữa. Như vậy thì bây giờ mình đã sở hữu được hai trái hệ Logia luôn rồi. Xịn nha. Và các bạn có biết trái Goro này là thuộc sở hữu của ai không? Mình thấy nó có kỹ năng hình như là liên quan tới điện á nha. Cái gì tho đó. Có vẻ trái guru này cực kỳ mạnh đây. Đúng là rương vàng có khác á. Trong lúc hên như vậy chính là động lực để mình đi săn thêm rương kho báu thôi. Mình muốn sở hữu nhiều hơn những trái quỷ xịn sò nữa cơ. Và phía trước mình đang là một cái con tàu hải quân mới nữa nè. Được đó, mình thích những con tàu hải quân to như vậy. Bây giờ thì đột nhập vô thôi. Ồ, trong kia có phó đô đốc hải quân kìa. Ê, thấy mình luôn à. Ghê vậy. Bình tĩnh lại đi anh bạn à. Bình tĩnh lại đi. Tính nóng vô công cao vậy. Bỏ điếu thuốc xuống rồi nói chuyện nha. Ủa, hình như mình cũng để điếu thuốc trong người đúng không? À thôi, mình bỏ xuống mới được. Bỏ điếu thuốc xuống rồi nói chuyện nha. Hơi tính nóng rồi đấy. Trời ơi, trâu chưa kìa. Mấy cái đội trưởng hải quân này rất là trâu nha. Tiêu diệt cũng cả một vấn đề ấy. Rồi, giờ thì mình sẽ đột nhập vô căn phòng này. Thì chúng ta lướt đồ ha. Thường thì căn phòng này sẽ có một cái rương. Và rương lần này thì toàn là rượu thôi. Thiệt luôn, mấy thanh niên hải quân này quá là ha. Kiểu như là ăn chơi đàn đúm à. Gì đâu mà toàn là rượu với trái rượu thôi. Nữa nè. Ripple đồ các thứ quá trời này. Mình sẽ hút nó. Trời ơi. Nguy hiểm chưa? Thuyền hải quân đâu mà toàn là Ripper không vậy? Không hiểu luôn. Và nó có cho mình hai cái rương. Hai rương là cũng ok đấy. Có điều đây chỉ là rương bạc với rương gỗ thôi. Ok, có còn đỡ hơn không ha. Tính ra bữa nay cũng hên phết. Mới vô đã được rương vàng, bây giờ còn có thêm hai cái rương gỗ và bạc nữa. Cũng ok là. Mình có nên mở ngay tại thuyền luôn cho nóng không nhỉ? Mình sẽ thử cảm giác mở trái quỷ ngay tại thuyền coi. Mình còn 3 vàng nè. 3 vàng là đủ để chúng ta chế tạo được một cái chìa khóa đó. Rồi, mình sẽ mở cái rương bạc đi. Mở rương bạc ha. Rương sắt chứ nhầm. Tại nó màu bạc nên mình cứ quen rương bạc hoài. Rương sắt á, để xem coi rương sắt sẽ cho mình trái quỷ gì nào. Hi,
đây là trái Niku Niku Nomi ha. Một trái hẹp Paramecia. Lại thêm một trái hay ho rồi. Bữa nay công nhận mình nhân phẩm thiệt. Hợp lý nha. Phải cất vô cái ba lô liền mới được. Kẻo một hồi mình lại vứt nhầm á. Và kế bên đây nó cũng có thêm một cái con tàu hải quân luôn. Chu choa. Liên tục là những cái tàu hải quân cạnh nhau ha. Thời mình tới rồi. Mới làm vài ngụm rượu nên hơi bị sung luôn á. Qua đây coi thử coi. Tàu này hơi bị to. Mong là cũng sẽ cho thêm hai cái rương trái quỷ giống như hồi nãy nha. Mà rương vàng thì càng tốt. Ở đây. Rồi. Lên luôn. Lần này là đánh nhanh rút gọn nè. Để xem nó có ai canh gác không. Ui, đông. Nhưng mà không sao đâu, mới uống rượu sung lắm. Không sợ đâu, vô mình bỏ hút luôn. Bỏ hút luôn. Vô đây, bước vô đây. Bỏ hút. Dở mặt, úi da. Bỏ hút. Bước vô đây. Mình hút liên tục với thanh niên này không kịp bắn mình luôn nè. Đó chính là sức mạnh của cái trái hệ Zoan ha. Trái Zoan bò tót nè. Bò tót nè, hút nó luôn nè. Giỡn mặt nó cưng. Hơi bị ghê gớm á nha. Rồi chủ yếu đồ trong đây là những cái Coi. Úi nè, có một cái rương. Rương gỗ nữa nè. Thôi kệ. Rương gỗ cũng được. Có rương trái quỷ là mừng rồi. Úi dù, thanh niên này láo. Bò hút cực mạnh. Này thì láo. Rồi giờ thì chúng ta có thể lút đồ thoải mái rồi đó. Mới vô hơi cực xíu để mình dọn mấy thanh niên hải quân kia thôi. Cái gì? Cái thư tri nã nó để trên đọt cây nhà mình. Tiền tri nã mới. Chắc bây giờ là mình sẽ trên 4.000 rồi đó. Ôi 5.000 luôn rồi. Tiền tri nã mới của mình là 5.200 belly nha. Công nhận bữa nay tuyệt vời thiệt. Vừa có thêm hai trái quỷ xịn sò nè, mà còn dư thêm hai cái rương trái quỷ mới nữa. Và trong hai trái quỷ mình mới tìm được trong ngày hôm nay thì các bạn thích trái quỷ nào hơn? Còn mình là mình thấy thích cái trái Goro Nomi này hơn nha. Còn các bạn thì sao? Rồi, và hy vọng trong thời gian sắp tới chúng ta sẽ may mắn và tìm thêm được nhiều trái quỷ mới mẻ và xịn sò hơn. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong chuyến phiêu lưu ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến phiêu lưu kế tiếp. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.